Ngày 10 tháng 9, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã trục xuất 14 người nước ngoài nhập cảnh trái phép sau khi bị phát hiện bắt giữ ở thành phố trong thời gian vừa qua. Theo Công an thành phố Hồ Chí Minh, đây là đợt trục xuất lần thứ 3 kể từ đầu năm 2022 đến nay. Các đối tượng này khai mục đích nhập cảnh vào Việt Nam để tìm việc làm ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc di chuyển sang lao động tại Campuchia. Gần đây, tình trạng người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam khá nhiều. Phần lớn các đối tượng được một số người Việt Nam môi giới và tổ chức nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường tiểu ngạch ở biên giới phía Bắc. Thậm chí nhiều đối tượng còn đi bộ xuyên rừng khu vực biên giới để tránh bị phát hiện. Sau đó, những người này đi xe khách di chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh để tìm việc hoặc sang làm việc tại Campuchia. Mặc dù biết đây là hành vi vi phạm pháp luật, nhưng các đối tượng vẫn tìm mọi cách nhập cảnh vào Việt Nam chỉ để mong tìm được việc làm. Từ đầu năm 2020 tới nay, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã trục xuất tổng cộng 33 người nước ngoài nhập cảnh trái phép.